mực ống chiên nước mắm, công thức đơn giản ai cũng có thể làm tại nhà nghe nhà. Cả nhà ơi, nhất định mọi người phải nhớ công thức mực chiên nước mắm này cho em. Ăn một lần là nhớ mãi nha. Ăn vào là mực giòn rụm, nước sốt đậm đà sệt sệt nha, thơm ngon. Ăn cái nào là ngon cái đó. Và thứ hai là cái này là rất là bắt cơm cả nhà. Khi mà mình uống sinh tố nước mạch cũng rất là hợp luôn nha. Rất là ngon luôn. Cả nhà muốn biết được công thức đó thì xem hết video này của em Quân. Rồi, mời cả nhà vào bếp cùng em Quân nha. Rồi nghe cả nhà ơi, sau khi nãy em bắt mực nha thì ở đây xuống em xài mực ống nha. Cả nhà có thể là món mực chiên nước mắm này có thể áp dụng cho tất cả loại mực nha. Mực ống, mực trứng, mực nang, mực tua đều được hết. Và đây em xài một con mực ống bự như vậy em làm sạch nè. Mình sẽ cắt khoanh tròn như vậy nha cả nhà. Và cái rau mình cắt nhỏ ra như vậy. Và đối với món mực chiên nước mắm thì mình có những nguyên liệu sau đây. Đây là em có hành tây nha. Đây hành tây là củ em sắc sẵn ra như vậy. Rồi, tiếp theo hành lá mình sử dụng gốc nha. Rồi cắt lấy gốc hành lá thôi, phần gốc. Tầm khoảng này là khoảng tầm 4 cặp hành lá nha cả nhà. Đây là một củ hành tây nha. Rồi tiếp theo đây là một hành tím. Hành tím mình sẽ sắc nhuyễn như vậy. Rồi, tỏi xay. Đây mình có là nước mắm, tương ớt, đường, bột ngọt và ớt. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nguyên liệu xong, mình mời cả nhà vào cùng chiêm ngưỡng, cùng học cái công thức bí quyết của em Quân. Đơn giản ai cũng làm được tại nhà. Mời cả nhà vào bếp. Đầu tiên nha cả nhà, mình sẽ trụng mực sơn nha. Mình đun một chảo nước sôi như vậy và mình bỏ dây mực vô. Mình trụng sơn nhẹ hơn nha cả nhà. Đảo sơn qua một vòng là được. Đó, cho mực nó ra sạch, làm sạch mực nha. Nó không tanh mà hai là cho mực nó săn lại. Rồi mình trụng sơn như vậy là ok, mình tắt bếp nha cả nhà ơi. Giờ mình sẽ bớt mực ra nha cả nhà. Rồi mình sẽ đun vào chảo dầu của nhà ơi, mình sẽ đem mực chiên sơn nha. Mình chiên cho mực cho nó giòn. Đây là mực công thức mực chiên nước mắm này, mình phải chiên cho mực giòn đó nha. Đây cả nhà ơi, cái nhà chiên như vậy nha. Sau khi mình luộc xong mình chiên nha, mực nó giòn như vậy nè. Chiên nước mắm thì mình phải chiên cho mực giòn và thơm nha. Ăn vô hòn trắng cho giòn rụm nha. Đó, rất là ngon. Mình chiên sao mình thấy mực già nó vàng như vậy là ok cả nhà. Đó. Đây, mực nó giòn nó vàng như vậy là ok nha. Đó, mình lắc thôi là mình nghe nó giòn giòn đùm đùm rồi. Rồi, tiếp theo tới lúc mình đi đánh cái nước sốt nè, công thức ngon hay không rồi ở đây cả nha. Mình sẽ cho hết cái tỏi băm này vào. Tầm khoảng hơn một muỗng tỏi băm đi cả nhà ơi. Tiếp theo là mình sẽ cho hết cái hành tím này vào để cho nó thơm nha. Rồi phi cho nó vàng lên thì là thơm cái nha. Rồi khi mà tỏi với hành đã thơm vàng rồi thì mình sẽ cho gốc hành và hành tây vào nha cả nhà ơi. Rồi sau khi mà mình xào hành và hành tây đã săn rồi, mình sẽ nêm nếm nha. Đây mình sẽ nêm 1 muỗng rưỡi đường, 1 muỗng rưỡi nước mắm, một chút xíu bột ngọt nha cả nhà ơi. Rồi 1 muỗng tương ớt. Rồi mình sẽ cho một chút xíu nước nha cả nhà. Mình cho nước để làm gì? Cho nước để cho những gia vị nó hòa quyện vào nhau, cho nó tan ra nha, cho nó thấm đều nha. Rồi cả nhà ơi, khi mà gia vị nó hòa quyện vào nhau nó thơm rồi nha, thành một cái nước sốt đậm đà và sệt sệt rất là ngon rồi. Mình sẽ cho ớt vào. Rồi và cuối cùng mình sẽ cho mực vào. Mình đảo đều là ok nha. Đơn giản như vậy là mình đã có món mực ống chiên nước mắm siêu ngon đó nha. Quá thơm ở nhà ơi, tới khúc này là chảy nước miếng à. Thơm nước mũi à. Cái chảo mình xào như vậy luôn nè, cho nó cháy nhẹ cái lên mùi rất là mùi thơm nha. Mùi thơm đặc biệt luôn, rất là ngon. Đơn giản như vậy mình đã có món mực ống chiên nước mắm siêu ngon đó nha. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Thơm em nói cả nhà tới giờ mà thơm lần mũi nước mũi luôn. Khoanh nào khoanh đó mực ống nè, trời ơi ngon chưa? Quá ngon, quá hấp dẫn luôn. Rồi, chúc nhà thành công với món mực ống chiên nước mắm siêu ngon. Rồi cả nhà ơi, quá đơn giản nha, công thức rất đơn giản, ai cũng thể làm được tại nhà nha. Đây là món mực ống mực chiên nước mắm siêu ngon nha. Cả nhà nhất định phải lưu lại công thức này giùm em. Thứ hai là cái này là ăn tới đâu là ngon tới đó nha nha. Mực ăn tới đâu là giòn, rụm, nước sốt là đậm đà sệt sệt nha, rất là ngon luôn. Đây, cả nhà nhìn thấy nè, mực ống nè. Khi mình làm như vậy chiên lên nhìn con mực ống nó giòn nè. Đó, nó rất là giòn như vậy luôn nha.
Đây, đối với mực ống chiên nước mắm thì mình sẽ ăn với muối tiêu cả nha. Chén muối tiêu em quậy nè, siêu phẩm luôn. Hôm nào em sẽ hướng dẫn cả nhà làm muối tiêu với ớt như vậy nha. Nhìn thấy chén muối tiêu thôi là chảy nước miếng đó. Đây nha, nhìn nè. Thật sự con mực đó cả nhà, con mực nó ngọt rồi. Khi mình chiên như vậy nè, làm cho mực nha, nó độ dai hơn rất là nhiều. Và nó cắn vô khi mình chiên lên, nó giòn rụm luôn. Và được kèm với nước sốt nha. Nước sốt này đậm đà, sệt sệt, rất là ngon luôn. Ăn tới đâu là ngon tới đó nha. Này mà đưa cho những em bé hoặc là những gia đình ăn cơm mà tới công chuyện luôn. Sạch nồi cơm là có thiệt nha. Đó, ăn nhập mồm có thiệt luôn. Chỉ cần có một con mực ống như vậy thôi. Một con như mực ống như vậy nó tầm khoảng, ra chợ mua con này tầm khoảng ký tầm khoảng 150.000 thì con này 200g 30.000, làm hết này có 40.000 nha. Được một bữa cơm thịnh soạn rất là ngon luôn nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn cái lâu nè. Đó mà chấm cả nhà nhìn thấy chén muối tiêu của em thôi là cả nhà thấy ngon rồi. Đây, em nói cả nhà nhìn nước sốt nè, nó kẹo là như vậy là cả nhà nhìn thấy nó ngon cái nào không? Đó, kèm ăn với miếng nước chấm này tuyệt vời luôn nha, quá ngon cả nhà, xuất sắc nha, thật sự là quá xuất sắc luôn. Ăn một miếng là ngon tới đâu luôn nè. Mình sẽ ăn kèm với rau. Ngon xuất sắc. Cả nhà nhất định phải lưu video lại xuống cho em. Công thức em có để bên phía tay phải màn hình nha nha. Làm theo y chang là bao ngon nha. Cả nhà xem xong video, cả nhà nhớ cho em xin một bình luận, một chia sẻ để em có tinh thần làm những video hay tiếp theo vào ngày mai nha. Và cuối cùng cả nhà hãy là đăng ký kênh của em ở dưới, nhấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video rất giá trị vào ngày mai và rất nhiều video hay ở dưới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà tiếp sau.